Từ khi biết được sự việc cháu nội Nguyễn Hoàng Minh 2003 có hành vi hiếp dâm hai em gái cùng cha khác mẹ với Minh là N. M. H. 2009 và cháu N. M. 2010 ông N. C. 1948 trú tại thôn Diên Du, xã Thanh Dân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc như ngồi trên đống lửa. Càng thương cảm cho hai cháu gái bao nhiêu thì ông cũng càng giận Minh bấy nhiêu. Điều làm ông Cờ không thể ngờ được rằng đứa cháu trai của ông lại đi xâm hại tình dục hai em gái cùng cha khác mẹ của mình. Đôi mắt đỏ hoe, rớm lệ, ông Cờ kể, 2 tuổi bố mẹ Minh bỏ nhau, Minh được ông bà nội cưa mang nuôi nấng từ đó. Lớn lên, học hết lớp 9 thì Minh được gia đình cho đi học nghề. Khoảng tháng 7 năm 2019, cháu M nói với mẹ rằng bị anh Minh xâm hại. Thời gian sau đó, chị Xuân mẹ cháu M đã thông báo sự việc đến mọi người trong gia đình. Theo ông Cờ, sự việc nói trên khiến ông rất đau lòng. Ông đã nhiều lần khuyên bảo chị Xuân nên xem xét kỹ lưỡng để cho cháu Minh con đường lùi, nhưng không được. Theo đó, vào khoảng tháng 9, sự việc được chị Xuân tố cáo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhiều lần vào cuộc điều tra. Khi biết sự việc, tôi có hỏi cháu tại sao mày lại làm thế, nó bảo nó tức nên nó làm. Nó tức bởi bố và dì không để ý đến cuộc sống của nó. Nó chẳng quan tâm đến thằng Minh, nó chỉ quan tâm đến con đẻ của nó, do đó gây cái ức chế cho đứa bé, ông Cờ nói. Cũng theo ông Cờ, từ khi xảy ra vụ việc vợ chồng chị Xuân đã đưa hai cháu gái ra ngoài sinh sống. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh 2003, trú tại thôn Diên Du, xã Thanh Dân, huyện Tam Dương, để điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cơ quan công an xác định, từ khoảng tháng đầu năm 2019 đến nay, Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với hai cháu N, M, H và cháu N, M. Sau khi xâm hại em gái, Minh đều đe dọa hai cháu N, M, H và cháu N, M không được nói với ai. Tháng 7 năm 2019, sự việc bị bại lộ. Minh đã thừa nhận sự việc với ông nội. Tháng 9 năm 2019, chị Xuân mẹ đẻ hai cháu bé đã có đơn tố giác đến công an huyện Tam Dương.